con play bằng pool. Rồi, tức là ra chụp lầm cho phi, tức là Sahara, Nam Á, Đông Nam Á, bằng trọng lệp, hả tôi lỡ bùng đoàn tệ với Ari Parapal, nhân lệ rồi cùng bởi khả trừng, tức là tệ hóa. Sự nó anh ăn xe xa nghiệt, ông tức là cái tủ đá. Rồi, đây là anh ăn xem tâm, dù sư tự rộ cả tư tru bằng ở bùng đoàn tệ chúng ta sử. Về rồi, nó hỏi tròn, đây Việt Nam phê lăng, tự bộ kia riêng mà tròn cái nhằm bầm chàng về việc rồi đừng rối mà lấy vợ về việc cơ riêng trên này lôi bẹp hơi tội nó tàng căn tự tròn tự dù đừng ăn ăn rối tự tròn tanh quăng hơi ở Việt Nam ở thầy về việc bệnh tệ ôi ở đây đừng rồi và về việc bằng ở tàu cơ số rồi tàng ấy đây tàng căn riêng mà tròn chả rèn hồng hoàng với lôi rồi cái trọng đẹp nơi bạc cạp kia trong tuần pran phơm kia nơi bạc cạp xếp phát tập bạc riêng trong chạy rèn hồng hoang tách mặt trò riêng tầm mạm trăm phơm tự lịch đừng rối hắn tội nó tự rộ khu lục rục và phơm kia về về rùi hà lên râm râm đầy chân này bằng al khai chắc. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Rinh chương trình Nara Anh Linh Xem và Nghĩ. Hàng ngày tôi luôn bên tìm kiếm nhân lang những người rin thú vị trong trong lần cuộc sống rõ hiện hoàn lâm cho cảnh nơi xin giới thiệu Adibri với các bạn. Và Tôi Roy là Mạnh Tùng Ankabol, và tôi là anh Ngọc Anan Dũng, Mạnh người Hùng. thắc mắc với những thông tin mà anh Mạnh Anh Tùng Anan đặt Ngọc lên chương Dũng, trình. bà Ngài Linh Không biết hôm Lang, nay dệt tôi sẽ rin đem tật đến rong chương Mạnh trình gì Nhong, đây? Mạnh Vâng, Tùng, Roy đương Ăn nhiên Phát. là có hôm nào tôi để Dũng phải thất vọng đâu đúng không? Trước khi bắt đầu chương trình, tôi đố Dũng một câu như thế này. À hay quá, hôm nay anh Tùng cho tôi Anh vạ khởi dệt, động não hơi bị e, sớm minh đấy. tật rong Vâng, hò. nếu mà Dũng đã sẵn sàng nhá thì tôi Eo, sẽ đố dệt Dũng kia một câu này. này đảm bảo rất dễ. Dũng không cần phải động chân động tay thế nào. À, quên, In động dệt não. e. Rất là đơn giản. Bây giờ đố Dũng biết hai từ còn thiếu của tên câu chuyện cười này là hai từ gì? Thầy bói ba chấm. Baranara Thầy bói tìm xem mạ coi. tôm lầm tật rong rồi nâu nọ kia. À, chính xác. Người Thầy nhớ bây cho châu ta hôm lăng nay phản rối. xạ nhanh đến bất ngờ. Tôi tưởng Tra anh có bơi cái gì nhau bẹc khó vần chứ. hơ gây Chuyện thế. này ai mà chả biết. Anh Nhưng mà này anh này, e, độ kia chuyện tà cười nạp này thì có liên nâu quan anh gì bắt đến chương mần. trình hôm nay? Có liên quan chứ, bởi vì chuyện này Tật có liên quan rong tới những kia loài đây vật bơm mà kia chúng tật ta rong được rồi xem ngày vần. hôm nay. Đó chính là loài voi. Với sự Đang ấy nhường anh nhịu vạ của quý vị. rồi Ui ăn dồi, cả quý vị e còn mình chờ tọ đợi gì nữa? xem. Chúng ta hãy cùng đi xem con voi thơ nào. Lấy ta quanh ạ. Trên những đồng bằng Phi Châu, trong những cánh rừng ở Đông Nam Lâm Á, rin tring te hana nằm phi tách biệt châu khỏi văn minh lâm con người, tring rừng bri đông nam á cách a tai xa cơ cuộc con sống và quen ngài thuộc a với tai chúng chân ơn ta. ari chột choi vần ari lâm bri cơ Sinh rừng sống giữa thiên nhiên hoang yahbol dã, lệ nếu đòn bạn ghé tờ tai a cúi la xuống té mặt đất pang bo và cảm grum nhận thấy tiếng tờ rung bọc chuyển tợ trên hai dệ chân, cơ tân dân nghe nam thấy pao tiếng bước te chân rõ trên mặt năng đất, mình tọ xem ti tờ bọc tru dệ vần thì nhiều khả năng một sinh vật to lớn đang tiến về phía mình mình. tọ xem ti ức la bô đừng sợ Một loài sinh minh vật chăng bờ với xe kích a cỡ ri to lớn hiếm thấy mình trong lịch xem sử, ti hà lăng một huyền thoại sống, một kẻ khổng lồ mình xem huyền ti lo thoại, lắm ở vùng plành té sinh vật to lớn nhất thế rồi giới. no tập ba mình xem ti. Voi là kẻ khổng lồ thực thụ. Voi trưởng thành có thể cao Rồi, đến 4 mét no, và nặng mình đến tầm xem ti 7 tập tấn. á. Voi là loài có thân hình to lớn nhất hành tinh hiện Học cái nay. chung phân mét băng trăm tập bờ tấn. Và tính trong Rồi lịch đây ở sử, câu ti lo to ở lớn vùng hơn lành voi té. chỉ có tổ tiên Dô đã đừng tuyệt chủng sợ từ lâu của ti nó. lo cơ rồi Đó là lạp voi đây mammut. đừng sợ khợ đang ấy. No, rồi ma Ủa? mút. Nghe đến voi ma mút mà tôi thấy sởn hết cả Cơ da tầng gà đấy rồi nhá, ma tôi mút, không ạ. Trông in cũng ma to lạy béo sọc bự gia ra như thế loài mà nhong tùng. kém gì voi đâu mà lại sợ nhỉ? Làng Tôi Dũng biết bẹt là thôi mô no hình mà lại thua rồi hì. không mi nhon cho lắm nhưng mà tôi vẫn sợ. In văn in Ai cũng lại ư cơ không hạ tin kệ hạ tổ con tiên kia mà sama sao ma lại in không cung tin tôi. lì nhong tùng À, ngại theo ư tôi được cơ biết bạn dạ thì bọc voi rồi tiến hóa từ đây tổ đừng tiên là nguyên giờ thủy của có nó cách đây à rất đây lâu rồi, đừng đuổi nó đà có khoảng vơi loài 60 drow triệu diệt năm về triệu trước sa nằm đấy. sớ Chà, lâu ghê rồi đấy anh nhỉ. Thế còn loài đừng voi chê mà bây chúng ta giờ thấy ngày nay thì sao hả bị anh? rồi Để tập trả lời bằng câu bồ hỏi đang này ấy chúng lầy ta lịa sẽ tiếp nhóng thì sẽ rõ. vạn rừng nơ ra dẹt Voi hiện vần đại làng chỉ mới vần xuất hiện cách lầy đây bát khoảng 3 4 triệu năm. rồi đang ấy đầy Quanh bồ khoảng đang giữa kỷ bên và quan triệu Miocene sa năm cận nổ và ngày nay vẫn còn đang lưu lại một vài ăn dấu lọ tích nhỏ từ perosin điểm gốc gác sinh vật biển rồi của đang nó. ấy quay đây Ví đây dụ là như tập cấu tạo bô sản phẩm tôm rơ thể đừng dưỡng sử và tinh nhân hoàn lệ nằm ở cơ ổ bơ bụng. dinh trôm Ngày đòn nay ăn nệ nó được chia làm băng hai chi tập khác nhau, bật ăn nệ chi clát voi châu Phi đang và ấy chi voi rồi châu đây Á, song chiên chi voi bar châu adrek Á parabal hay voi adrek rồi Atlas châu phi bằng có thân adrek hình châu nhỏ á hơn, tai adrek cũng rồi nhỏ châu hơn, á đây a câu dẹp dơ lưng phẳng đòn cung hoặc dẹp đổ dơ lưng cơ tụ tập ban hà và ta trông ngắn nol hơn akara và có những nhara mảng da mất sắc tố loài bằng đây với các rim cụ gồ bột ghề anan đều trên cọp đầu. đây rim canal Trong khi đó, palkal với chi voi châu Phi, hay còn gọi lâm là kapla voi rồi châu phi Rosalinda, tì lòi to lớn đòn hơn cùng tì nhiều, lòi cơ tai tụ cũng lớn cọp hơn, clang yur lưng lõm ala xuống, akar arak pang ư cơ bụng nhà dốc nhà xuống, da thô ráp và đầu phẳng nhẵn. Nào bây giờ Dũng đã biết câu trả lời rồi phải không? Vâng.
đang ai dũng lời bạt nơ ra drang voi ở đè và mà gà rồi đang sợ tru tăng ai cùng ức bạt lơ lia đây từ drang parabal đang rìm ở đây rồi thôi nói dợ nhọn tùng vân bông châu phi rồi châu á lạp đế kia mạ lạp lạp bạt ở đây đấy ở đây rồi châu phi bằng châu á lia mặt đây bạt chít ở đây thôi ai ức lạp bà làm hai loài nữa đó là voi rừng và voi bụi rậm nhưng khác biệt của hai loài này cũng không nhiều lắm đâu. Anh Tùng cứ từ từ cho tôi nạp dữ liệu vào bộ não đã. Cái món này nó khoai nên là lấy Eroi Taradeha go in mừng in mạng vạt ạ. Đúng là anh chàng béo nhà ta cứ nghĩ đến ăn uống thì nhanh không ai bằng. Ừ, và ngày việc huynh nam vận này làm đấy. Mà anh Tùng này sa ép tật rong in vạ nhau tông ngại bị rồi sư sa kia quay tại vợ nhóng sa kia tại giờ mạ rồi anh hân nô e tại sẹt đây và bạn sư tại giờ bằng sa kia lấy cao còn play bằng nhong dũng lang tầng hò và sinh sống ở nhiều địa hình môi trường đa dạng khác nhau rồi ari bật lơ tring parabal đằng tay chua đơn hô trung gọi cùng đây loi bật tring tân nhiệt bằng rim rừng rì cá rồi châu á liên cơ ari bật rim rừng rì lạ lòng rồi châu phi quay ari bật tân nhiệt chặt xạ bằng rim tật rồng bên anh sao rồi nó liên cơ lạ lòng nhiệt cơ đo lòng tường lòng rừng lòng play lòng bao gồm lá cỏ chồi cây vỏ cây cành cây rễ cây hoa quả bà rơi ti giang tơ gom ăn sư cặp la mật lâm bờ mình na ra sư sa loài mình reng quan dịt kỳ tăng ed mình reng đầm dịt lịch đá sư sa tơ bơ kê hà tăng cơ sớ lìa rơi gơ a ri bật tê tất nhiệt thời ấu in ư lai giờ gơ tê chêng đầy tê trong thời ấu gia lệ nhong về nam vân tìm mạ lăng phim rim tê rinh tất nhiệt với hàm trọ hiệu thôi nói in lăng vây lia mạ gơ tục gia lệ dũng hiệt chế phim rim tọ rồi mà một hân nul pa prel dở ý khan in mạ blog đang ấy hiệt linh làng cùng cạ vây nào tạo xét khăn cạ vâng ai in tập bạn tập bạn tê tớ chen kia là in pa ma thôi nó đẹp gia pa ma ướp đẹp lấy đè cùng ư dỗ dò ơ là mềm lo vô là bẹt vần dù thời nó sao mạng nhông tùng ảy mình nà ra rồi xa lờ thời nó lấy mình rèn quan dịp kỹ loài à ép mình rèn đam dịp lịch đạc à lạc rồi lạc vô tầng lạc rồi lấy tì thời nó nà mong kia mạng ư cơ gơ và nằm xa lờ thời nó mạng lấy liên cơ lạ long cơ nà ở đây mờ dù thời nó sư xa lờ ẹt lờ mạ tôm tôi cứ thắc mắc là tại sao những chú voi này lại chỉ ăn vào buổi sáng và buổi tối hấp xa nà ra tầng bằng cơ sở lây sư nà ra tầng sự ở cơ xà dũng lây giờ cũng hạt hót gồ in bơi phim tầng tôi sẽ bật phim ngay bây giờ đây nà ra tầng bên mặt nà ra tọ lây rồi bơ tơ tợ dập lòng hà ta đẹp côi bật tờ bọc tầng tem từ đùng đằng rồi bần cơ măng mạ lây làm pèn chờ đét gọi là dài nhưng thực tế chỉ kéo dài hơn 3 tiếng mỗi ngày lạc rồi ư cái đây bơm cơ mạch lâm cặp la kè tăng cơ mạch và bơm hạch và nam xa cơ mạch nô đây lăng tật rong rồi hùm lâm trô băng xa ít rồi mẹ đăng ếng mạ vặt nhong tùng tật rong nô nào tê rồi rất đa lắng nó tật rong rồi hùm trộp bằng xa ít rồi mẹ sư bơm thời ấy và đầy rim cơ mạch lời dùa ăn ở cầu bị lây nơ rơi dẹt đừng dũng hay gà rồi ư cơ xa nà rà đừng đầy rừng rỡ đà bơi hầm trọ ơ là lây in và rỡ đà bơi nhà lại in in ti thời ô cơ nà liên cơ vạ bơ tơ bật nà rà đừng gơ bơ tơ nhà lại rồi lây càng hiếu nhông tùng bộ và lo bật tật rộng ở cầu rồi và lăng trôm rồi là in cùng thời nó lơ trôm rồi lấy bần cô lăng tầng hò đây bây giờ đừng rìm tròn hoàng chẳng xe mạ kẻ hà bách trôm rồi cơ bơm lơ tật rộng đây loài tôi chẳng cầm bèl chẹp xe rô côi ốp nhau ở cầu ăn cơ đi bằng rìm con này cọ rửa cho bản thân mình
Trộm rồi, cùng nhìn lẹ điên giọt hơi dù bật rồi, dù ra rìm thoáng đặc xa, ngay cỡ no, quay vang tù gùm rồi, gơ hơ bầu, tên quang lo, quan mang cơ cọ hương hoàng. Bất cơ là mù, đây ba ra trộm, bơm giang nhìn lẹ rìm ăn lâu tì, vang tù gùm chèm cả giáp, tự rong nô kè cao tì ăn cơ rồi ari, rồi ư cơ gơ ari đùn, da mù bơm ra gà. Do hà ta cả đế vô thời nọ rim xem cơ băng anh ăn xem vang tù gồm tuồng kè trập nòng trồm trồm kè cao tí đây kè lơ lê vua tăng kè hà bếch lăng rồi bật vô mình thong đạc sư liên kè vua dòng trồm kè hà gây nhìn lẹ mình vừa ngày một đạc hà gây trồm đồn đạc nhìn lẹ và nhẹt giờ trọ bơi trôm ơi tôi gồm rồi gờ bầu tru cọ hăng hoàng cùng ơ cờ thừa cái bên đề nhong lôi rồi ăn cơ nhôn tờ tròn gà tờ tròn gà rối mang đến cho Dũng và quý vị khán giả những điều hay như vậy.